Xin chào các em. Đến với Milo sân chơi năng động. Cô sẽ cùng các em năng động mỗi ngày với các bài tập để chúng ta có một sức khỏe thật tốt. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nào. Đến với bài tập xoay bóng qua người của bộ môn bóng rổ. Trước tiên chúng ta cần phải khởi động thật kỹ. Tác thứ nhất, xoay cổ. Ngược lại. Xoay khớp vai. Ngược lại. Xoay cánh tay. Ngược lại. Xoay khuỷu tay. Ngược lại. Xoay cổ tay cổ chân. Đổi chân. Xoay hông. Ngược lại. Gập duỗi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bước khởi động. Đến với bài tập nhồi bóng qua lưng. Trước tiên tư thế thấp người, sau đó dùng hai tay nhồi bóng qua lưng. Động tác này chúng ta có thể làm 2 set, mỗi set 30 giây. Đây là động tác giúp các em phát triển các nhóm cơ chân và cơ tay, đồng thời cải thiện về chiều cao và sự tập trung. Các em đừng bỏ cuộc nha. Các em cứ lên nhé. Giữa hai set chúng ta nghỉ 30 giây. Chúng ta bắt đầu set thứ hai. Các em cố lên nhé. Nhớ chăm chỉ tập luyện mỗi ngày nha. Sắp hoàn thành rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập nhồi bóng qua lưng. Bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong những bài tập vận động cực vui tiếp theo. Cùng nhau năng động khắp nơi nhé.